Xin chào tất cả các bạn và các em, chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi học của thầy Minh. Ngày hôm nay thì Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn và các em chinh phục cái dạng bài tập mà chắc chắn 100% sẽ xuất hiện trong đề thi học kỳ 1 của các em, học sinh lớp 11. Và đây cũng sẽ là một cái dạng bài rất là mới, rất là lạ và nó sẽ làm cho các em cảm giác thấy rất là khó. Nhưng ngày hôm nay thì Minh sẽ hướng dẫn cho chúng ta các cái skill, các cái kỹ thuật để chúng ta có thể chinh phục được cái dạng khó nhằn này, dạng phổ khối lượng và dạng xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay thì có thể chia sẻ lại buổi học này và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều lần. Thank you tất cả các bạn và các em. Rồi. Và không chờ đợi gì nữa, bây giờ thầy Minh rất là mong muốn rằng là thầy Minh nhìn thấy tất cả các cánh tay của các em để mình có thể bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay ạ. Đâu rồi các bạn của thầy Minh đâu rồi? Team thầy Minh đâu rồi? Giơ tay lên nào. Máy bên nhau bạn nhé. Đúng không ạ? Rồi, let's go. Câu số 1 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Cái câu số 1 này được trích từ sách bài tập cánh diều nhá. Công thức phát biểu nào sau đây là đúng? Công thức thực nghiệm của các chất có thể được xác định theo thành phần phần trăm và khối lượng của các nguyên tố trong phần tử chậm đỏ. Ui giời. Đây chính là đáp án đúng rồi còn gì nữa? Một đáp án à. Thực ra nhá, những cái câu như này thì kiểu gì cũng sẽ rất là dễ xuất hiện trong những cái bài kiểm tra đầu học kỳ 1 của các em. Nên chúng ta phải làm thật kỹ, hiểu thật sâu và nắm thật chắc các em nhá. Câu số 2 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Câu số 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hai chất có cùng công thức thực nghiệm thì có thể có phân tử khối khác nhau. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm có thể có phân tử khối khác nhau. Chính xác. Ví dụ như là anh cùng công thức thực nghiệm là CH2. Đúng không ạ? Thì cái phân tử khối của nó thì có thể là C2H4 mà cũng có thể là C3H6, thì phân tử khối khác nhau hoàn toàn. Các em nhỉ? Khác nhau hoàn toàn luôn. Được chưa? Thế thì cái này là đúng này. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm có phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử của chúng như nhau. Cái này cũng đúng. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm thì thành phần các nguyên tố trong phân tử của chúng giống nhau. Chính xác. Hai chất có cùng công thức thực nghiệm thì luôn có cùng công thức phân tử. Cái này sai. Đây, mình vừa ví dụ ở bên trên luôn. Đúng không? Đây cùng công thức thực nghiệm nhưng mà đâu có cùng công thức phân tử đâu. Đúng không? Sai lè. Nhỉ? Đấy, sai lè. Vậy đáp án sai của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án sai của chúng ta đó là đáp án D. Câu số 3. Công thức phân tử thì cho chúng ta biết thông tin nào sau đây? Công thức phân tử thì cho chúng ta biết thông tin nào sau đây? Nào, các bạn cùng comment đáp án cho thầy Minh xem nào. Câu số 3 đáp án gì ạ? Câu số 3 đáp án gì ạ? Câu số 3 đáp án gì ạ? Câu số 3. Câu số 3. Nào các bạn cùng chọn thì mình nhìn xem nào. Câu số 3 đáp án gì? Công thức phân tử. Sau đây công thức phân tử thì cho mình biết thông tin nào sau đây? Nào. Thông tin nào sau đây? Nào, công thức phân tử cho mình biết thông tin nào sau đây? Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố. Ô, cái này quá đúng luôn. Chính xác luôn. Câu 3. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A nhé. Rồi, câu số 4 ạ. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của acetic acid? Công thức nào sau đây là công thức phân tử của acetic acid? Acetic acid là CH3COOH. Vậy nó sẽ có công thức phân tử là C2H4O2. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Như bạn bảo đáp án A cũng đúng, nhưng đáp án A này không phải công thức phân tử. Đề bài hỏi chúng ta là công thức phân tử cơ các em ạ. Đề bài hỏi chúng ta là công thức phân tử cơ nhá. Câu số 5 ạ. Câu số 5 các bạn chọn đáp án gì nè. Câu số 5 các bạn cùng chọn đáp án gì, các bạn comment thì mình coi này. Công thức phân tử của metin format HCOOCH3 và glucose là C6H12O6. Đây. Vậy công thức đơn giản nhất của hai chất này là nào?
Vậy công thức đơn giản nhất của hai chất này là nào? C2H4O2 này. Công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất của CH4O2 là gì? CH2O. Và tương tự C6H12O6 cũng vậy. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, các em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A. Câu số 6 nào. Câu số 6 các bạn chọn đáp án gì nào? Các bạn cũng comment đáp án để thấy mình nhìn nào. Câu số 6. Trong phương pháp phổ khối lượng, đối với cả hợp chất đơn giản thì thường mạnh có giá trị M trên Z lớn nhất ứng với mạnh ion phân tử M cộng, và giá trị này bằng giá trị gì ạ? Bằng giá trị phân tử khối của chất nghiên cứu. Nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A, các em nhé. Bằng phân tử khối của chất mà chúng ta nghiên cứu. Được chưa? Câu số 7. Hydrocarbon có tỷ khối so với heli bằng 14. Thế thì heli phân tử khối chúng ta bằng 4. Vậy suy ra ta có này, tỷ khối so heli này là D của X so heli bằng phân tử khối của X chia phân tử khối heli ở chia 4 bằng 14. Vậy ta sẽ tìm được phân tử khối của X bằng 14 nhân 4 bằng bao nhiêu? 56 nhá. Phân tử X bằng 56. Vậy bây giờ câu chuyện chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đi tìm xem những anh này, anh nào phân tử khối bằng 56 thì chọn. Đầu tiên 12 nhân 4 cộng 10 bằng 58. 0,56. 12 nhân 4 cộng 6 bằng 54. Anh này nào. 12 nhân 4 cộng 4 bằng 52. Vậy còn này, 12 nhân 4 cộng 8 bằng 56. À, 56 đây. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D, các em nhé. Đáp án D rất dễ. Câu số 8 ạ. Nào. Câu số 8 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 8. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này của thầy mình thì nhanh tay chia sẻ lại buổi học này lại về tường và tag giúp thầy mình tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Câu số 8 ạ. Propen có công thức đơn giản nhất là CH2. Xác định từ phân tích nguyên tố và phân tử khối là 42. Công thức phân tử của propen thì công thức đơn giản nhất là CH2, vậy công thức phân tử nó sẽ là CH2 tất cả n lần mà phân tử khối lại bằng 42. Vậy mình sẽ có này. 14 cộng 2 12 cộng 2 là 14n thì bằng 42. Suy ra n chúng ta bằng 3. Vậy suy ra công thức của propen là C3H6 nhé. C3H6. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, các em nhé. C3H6. Rất tốt. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C ạ. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 9. Cho dãy các chất hữu cơ. Câu số 9. Cho dãy các chất hữu cơ, công thức đơn giản nhất của dãy hợp chất trên là. Úi dồi ôi, câu này còn dễ nữa các em ạ. Để bài hỏi công thức đơn giản nhất của dãy hợp chất trên thì C6H6, CH2 và C4H4 thì công thức đơn giản nhất nó là gì? CH rồi. Chẳng còn gì phải bàn nữa, đúng không? Câu số 10. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH3O. Công thức phân tử nào sau đây phù hợp với X? Thế thì để công thức phân tử phù hợp với X thì nó phải có dạng là CH3O tất cả N lần. Đấy chưa? Với N bằng mấy không quan trọng. Bây giờ mình tìm này. C3O9O3 thỏa mãn đấy, N bằng 3 đấy. Nhưng các bạn lưu ý cho thầy này, hợp chất hữu cơ mà không chứa nitơ thì phân tử khối luôn là một số chẵn. Một số chẵn. Hợp chất hữu cơ mà không chứa nitơ trong phân tử thì phân tử khối luôn là một số chẵn. Được không ạ? Vậy anh này không phải. Nhân 2 C2H6O2 thỏa mãn. Đáp án đúng đáp án B luôn. Đáp án D loại, bởi vì phân tử khối luôn là số chẵn thì tương đương với lại là số hydro là số chẵn. Được không? Còn C2H6O thì không phải đâu. Ok chưa? Câu số 11.
Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Thì khối hơi của X so với hai hydrogen bằng 60. Thế thì vậy ta sẽ có này, công thức phân tử của X sẽ là CH2O tất cả N lần, mà tỷ khối hơi của X là D của X so với H2, thì chính là phân tử khối của X chia 2 bằng 60. Vậy phân tử khối X bằng 60 nhân 2 là 120. Vậy tìm được N bằng bao nhiêu? 120 chia bằng đơn 12 cộng 2 cộng 16 bằng 4. N bằng 4. Và với N bằng 4 thì ta sẽ có nó là C4H8O4. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Ok. Rất dễ các em ạ. Rất dễ thôi. Đây thì mình đang chữa cho tất cả các bạn và các em chương trình hóa học lớp 11. Đấy, chúng ta đang đi chinh phục cái dạng bài tập về phổ khối. Một dạng bài tập mà chắc chắn sẽ có trong đề thi học kỳ 1 của các em. Câu 12. Acetic acid có công thức phân tử là C2H4O2. Kết luận nào dưới đây là đúng? Acetic acid có công thức phân tử là C2H4O2. Kết luận nào sau đây là đúng? Acetic acid có công thức thực nghiệm là CH2O. Nào xem đúng không? Và tỷ và khối lượng riêng, khối lượng riêng là sai nhá. Đúng không? Acetic acid có công thức phân tử tỷ khối so với hydrogen ở cùng điều kiện áp suất là 30. Phân tử khối này là 60. Hydrogen là 2. Tỷ khối hơi là 30. Đúng nhỉ? Cái này đúng. Đúng không? Tỷ khối hơi. À nhưng mà acetic acid thì lại không phải tồn tại. Ở điều kiện thường là hơi, nên cũng chưa đúng lắm. Acetic acid có công thức thực nghiệm là C2O và có phân tử khối là 60. Cái này mới đúng này. Cái này đúng nhất. Đáp án đúng đáp án C. Cái này chuẩn nhất. Câu 13. Sau khi biết công thức thực nghiệm thì có thể xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào đặc điểm nào sau đây? Sau khi mình biết công thức thực nghiệm thì mình có thể xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dựa vào đặc điểm nào sau đây? Ô, câu này hay này. Biết công thức thực nghiệm rồi, xác định công thức phân tử. À thì dựa vào phân tử khối thôi là mình xác định được. Rất dễ. Câu 14 ạ. Đấy, bắt đầu rồi này. Bắt đầu đến phổ rồi này. Câu 14. Phổ MS của chất Y cho thấy chất Y có phân tử khối bằng 60. Vậy công thức phân tử nào dưới đây không phù hợp với Y? Thì thằng nào mà không cho phân tử khối bằng 60 thì không phù hợp. Anh này 60 phù hợp. Anh này 60 phù hợp. Xem anh này thế nào. 12 x 3 cộng 7 cộng 19 bằng 62 không phù hợp. C. C không phù hợp bởi vì nó bằng 62 nhá. Câu 15 ạ. Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy. Nó thực hiện cũng là một loại chất gây nghiện nhưng nhẹ hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo thu gọn như hình dưới. Công thức của methadone là. Thế thì ở trong này chúng ta được bước 1, chúng ta cần phải nắm được công thức tổng quát của mọi hợp chất là CN H2N cộng 2 trừ 2K cộng X O N X O. Được chưa? Đây là công thức phân tử của mọi hợp chất hữu cơ nhá, các bạn lưu ý. Đấy. Thế trong này ta sẽ có này, N là số nguyên tử carbon, X là số nguyên tử nitơ, số nitrogen, N là số carbon, được chưa? Đấy, cứ quên phải gọi là cách cũ. K là hằng số bất bão hòa, thì bằng số liên kết pi cộng với lại số liên kết vòng, số vòng. Thế thì có một chút về pi này là liên kết đơn, thì có một pi, có một sigma, liên kết đôi, đơn là một vạch, đôi là hai vạch, thì có một sigma cộng một pi, liên kết ba,
thì có 1 sigma cộng 2 pi. Vậy bây giờ mình đếm xem là có bao nhiêu nguyên tử carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đúng không? 20, 21. Vậy phải là C21. Được chưa? C21. H2 nhân 21 cộng 2 trừ 2 nhân xem K này. Số pi này. Các bạn có thể đếm pi nhé. Này, một liên kết đôi có 1 pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? 7 pi. Số vòng này. 1 vòng, 2 vòng, đúng không ạ? Cộng 2 vòng. Vậy K bằng 9. Được chưa? Cộng mấy nitơ? 1 nitrogen cộng 1. 1 oxygen. Vậy chốt lại số nguyên tử hydro chúng ta sẽ là 2 nhân 21 cộng 2 trừ 2 nhân 9 cộng 1 bằng 27. Vậy là C21H27NO. Ok chưa? Các bạn đã hiểu kỹ năng làm chưa? Các bạn hiểu kỹ thuật làm chưa? Đây là một trong số những câu rất hay. Mà nếu mà thi thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều bạn bó tay chịu chói. Bởi vì các bạn không đủ kỹ thuật để làm. Thì nhớ kỹ cái kỹ thuật của thầy Minh hướng dẫn các em nhá. Câu 16. Geranin acetat là este có nhiều trong hoa hồng được chiết xuất để làm hương liệu cho nước hoa. Công thức cấu tạo thu gọn của geranin acetat tương tự như vừa nãy. Nhưng cái thằng anh này thì nó dễ hơn bởi vì nó không có nitrogen. Nên công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 trừ 2K. Ô, đếm ra nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy là C12. H2 nhân 12 cộng 2 trừ 2 nhân xem bao nhiêu K. 1, 2, 3. 3 liên kết đôi tương ứng với lại là 3 liên kết pi. Ồ, vậy suy ra cháu nó sẽ là C12H 2 nhân 12 cộng 2 trừ 6 bằng 20. C12H20 O2 2 oxy, 2 oxy. C12H20 O2. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. C12H20 O2. Rất dễ. Câu tiếp theo, câu 17. Phổ khối lượng của ethanol được cho trong hình sau. Phân tử khối của ethanol này. Thế thì ở trong cái phổ khối lượng này, chúng ta có một chiêu mà nó nhớ nhất, đó là gì ạ? Vân hay là pic cuối cùng thì chính là phân tử khối. Có nghĩa là pic cuối cùng là pic xa nhất. Đây, pic cuối cùng, pic xa nhất chính là phân tử khối 46. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Chọn C, rất dễ. Câu 18 ạ. Nhìn hình vẽ sau đây, phổ khối lượng phân tử acetic acid bằng bao nhiêu? Đấy các em nhìn ạ. Vân dài, vân xa nhất. Đây là vân xa nhất. Vân xa nhất là 60. Nên chắc chắn phân tử khối của acetic acid là bằng 60. Chúng ta dựa vào định nghĩa của phổ khối lượng thôi. Đúng chưa? Thì chúng ta đưa ra một cái chú ý. Thì mình có đưa cho chúng ta một cái chú ý đó là gì? Cứ cái vân nào xa nhất, đây là vân xa nhất, thì chính là phân tử khối của phân tử đó. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ kỹ nhá. Nhớ kỹ nhá. Được không ạ? Bây giờ mình sang phần vận dụng này. Câu số 19 nào. Câu số 19 nào. Các bạn cũng giải rồi, mình xem câu 19 đáp án gì. Câu 19 ạ. Một hợp chất hữu cơ trong đó carbon chiếm 61,2% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đó là. Nhiều bạn kêu thì mình dạy bài này trên lớp off, nhiều bạn kêu thấy bài này không làm được, bài này thiếu dữ kiện. Thì thầy mình có bảo là bài này đâu có thiếu đâu, bài này em thử đáp án được mà. Đúng không? Carbon chiếm 61,2, giờ mình cứ thử thôi. Ví dụ IA này. Ta sẽ có là 12 x 3 chia phân tử khối là 74 x 100%.
Xem có bằng 61,2 không? Chia 74 bằng thì 48,6, bỏ. Tương tự anh này là 24 chia cho 24 cộng 2 cộng 16 nhân 3. 24 chia cho bằng đơn 24 cộng 2 cộng 16 nhân 3 bằng. Cũng bỏ nốt. Tương tự IC 12 nhân 5 chia bằng đơn 12 nhân 5 cộng 6 cộng 32 bằng 61,24. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 20. Câu 20 chính là cái câu mà thầy Minh hướng tới để hướng dẫn cho các em các cái skill và các cái kỹ năng để mình có thể chinh phục được cái dạng về phổ khối lượng cũng như là dạng xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ ở trong cái mọi cái bài tập của phần hóa học lớp 11. Bởi vì như các bạn biết rồi, hóa học lớp 11, phần hữu cơ lớp 11, hóa học lớp 11 nói chung và phần hữu cơ lớp 11 nói riêng, nó chính là cái phần mà kiến thức nền tảng và quan trọng bậc nhất. Nó là cái bước đà để các em bước lên chương trình hóa học lớp 12, rất quan trọng với tất cả các bạn và các em. Nên các em phải chú ý, lưu ý để chiến đấu, để chiến thắng. Được không ạ? Nào, bắt đầu nhá, sẵn sàng. Câu 20. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy rằng thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố, thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố carbon, hydrogen trong hợp chất hữu cơ lần lượt là. Vậy ở đây ngay lập tức là mình phải tinh ý là mình sẽ đi tìm được phần trăm khối lượng của oxygen bằng 100%, tổng 100% trừ đi phần trăm của carbon, trừ đi phần trăm khối lượng của hydrogen, đúng chưa? Và bằng 100% trừ 54,54 trừ đi 9,1 thì còn bao nhiêu? 100%, các bạn bấm máy tính của thầy mình vậy, trừ 54,54 trừ 9,1 bằng 36,36. 36,36% khối lượng phân tử khối của X bằng. Đề bài hỏi xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đó. Đề bài hỏi chúng ta công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đó. Thế bây giờ chúng ta giải nào? Bây giờ ta giải nào? Giờ ta gọi, giờ ta gọi công thức đơn giản nhất nhỉ? Gọi công thức đơn giản nhất. Của X là CXHIOZ, đúng không? Dựa vào công thức đơn giản nhất này mình sẽ luôn luôn có này, X chia Y chia Z luôn bằng phần trăm khối lượng của carbon chia 12 chia phần trăm khối lượng của hydrogen chia 1 chia phần trăm khối lượng của oxygen chia 16 và bằng phần trăm khối lượng của carbon thì bằng 54,54 chia 12. Phần trăm khối lượng của hydrogen là bằng 9,1 chia 1. Oxygen 36,36 chia 16. Được không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây ta sẽ được bằng 54,54 chia 12. 4,545. Đây là 9,1. 36,36 chia 16 bằng 2,27. Vậy bằng này, 4,54 chia 2,27 bằng 2. 9,1 chia 2,27 bằng 4. 1. Vậy hoàn toàn mình sẽ suy ra được công thức đơn giản nhất. Hoàn toàn chúng ta sẽ suy ra được công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đúng không ạ? C2H4O. Vậy ngay lập tức ta có này, phân tử khối của X bằng 88. Phân tử khối của X bằng 88. Thì phải suy ra C2H4O N lần bằng 88 không? Vậy ngay lập tức ta sẽ có
44n thì bằng 88. Suy ra n bằng 2. Suy ra công thức phân tử là C 2 x 2 là 4. H 4 x 2 là 8. O2. C4 H8 O2. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì? Và đây là một dạng bài tập về phần xác định công thức phân tử mức độ cơ bản mà thầy tin chắc chắn rằng tất cả các em sau này hay là trong đề thi học kỳ 1 các em chắc chắn sẽ gặp một lần. Nên các em nhớ coi kỹ cái bài này và giải thật kỹ để chúng ta chinh phục điểm thật cao trong kỳ thi học kỳ 1 các em nhé. Câu 21. Một hợp chất hữu cơ có chứa. Đấy, một hợp chất hữu cơ X có chứa đây X để bài cho rồi. Phần trăm C, phần trăm H, phần trăm N, phần trăm O. Tỷ khối hơi của X so không khí D của X so với không khí thì chính bằng phân tử khối của X chia phân tử khối của không khí và bằng phân tử khối của X chia 29. Để bài cho bằng 4,034. Vậy mình tìm được phân tử khối của X bằng 4,034 nhân 29 bằng 116,9. Vậy mình lấy là 117. Được không? Ok nhá. Ok chưa? Tiếp tục này. Để bài yêu cầu xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ X. Vậy ta sẽ có đặt công thức đơn giản nhất của X. Đặt công thức đơn giản nhất CX HI OZ NT thì có phải ở đây ta sẽ có X chia Y chia Z chia T bằng phần trăm khối lượng của carbon chia 12, phần trăm khối lượng của hydrogen chia 1, phần trăm khối lượng của oxygen chia 16, phần trăm khối lượng của nitrogen chia 14 và bằng carbon này 51,3 chia 12 chia 12 bằng 4,275. 4,27. Hydrogen 9,4 chia 1 là 9,4. Oxygen 27,3 chia 16 1,71. Nitrogen 12 chia 14 bằng 0,86. Vậy trong tất cả tụi này ta sẽ chọn lên một anh nhỏ nhất và anh sẽ lấy tất cả chia cho anh đó. Được không ạ? Trong tất cả tụi này chúng ta cùng ngó xem nào. Anh nào là anh nhỏ nhất? Đây đúng không? Vậy lấy tất cả chia cho nó này. 4,27 chia 0,86 bằng 4,965, mình làm tròn thành 5. 9,4 chia 0,86 bằng 10,9, làm tròn là 11. 1,71 chia 0,86 bằng 1,98, làm tròn là 2. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất C5H11O2N mà phân tử khối bằng 117. Phân tử khối của X bằng 117. Suy ra C5H11O2N tất cả N lần bằng 117. Suy ra N bằng 117 chia mẫu đơn 12 nhân 5 cộng 11 cộng 32 cộng 14 bằng 1. Nên suy ra công thức phân tử cũng chính là C5H11O2N. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Rất dễ luôn. Câu 22 các bạn chọn đáp án gì ạ? 22 ạ. Nào 22 các bạn chọn đáp án gì cùng thầy Minh nào? 22 nào. 22 nào. Chất hữu cơ X
có khối lượng phân tử bằng 123. Rồi, để yên đấy. Khối lượng của CHON trong phân tử tỷ lệ với nhau theo thứ tự công thức phân tử của X. Thế thì cái câu này, do đây là tỷ lệ về khối lượng nên mình cũng coi nó, tỷ lệ khối lượng thực ra phần trăm cũng là tỷ lệ khối lượng mà, nên mình nó coi, mình coi nó như phần trăm, mình tính toán bình thường. Vậy mình đặt này, công thức đơn giản nhất của X là CX HI OZ NT. Ta sẽ luôn luôn có X chia Y chia Z chia T bằng carbon này 72 chia 12, hydrogen này 5 chia 1, oxygen này 32 chia 16 này, nitrogen này 14 chia 14 này. Được không ạ? Vậy có phải ngay lập tức ta sẽ có bằng này 72 chia 12 bằng 6, 5 chia 1 là 5, 32 chia 16 bằng 2, 14 chia 14 bằng 1. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất, C6H5O2N. Mà phân tử khối lại bằng 123, nên suy ra ta sẽ có C6H5O2N, tất cả N lần bằng 123. Suy ra N bằng 1. Nên công thức phân tử là C6H5O2N. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Các em nhé, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 23. Câu 23 một câu cực kỳ dễ dàng luôn. Câu 23 một câu cực kỳ dễ dàng luôn. Là các bạn cùng chiến đấu với thầy Minh, các bạn cùng comment đáp án với thầy Minh xem câu 23 đáp án gì. Phenol và toluen X có tỷ lệ khối lượng MC chia MH chia MO coi như thể tích luôn. Mình coi luôn MC là 60, coi luôn MH là 3,5 và coi luôn MO là 116. Biết khối lượng phân tử của X nằm trong 300 đến 320 đơn vị carbon. Được chưa? Số nguyên tử carbon trong phân tử hợp chất X là, thế đây là 72 rồi. Vậy 72 này có ý nghĩa là gì? Đấy, 72 này có ý nghĩa là gì ạ? 72 ạ, 72 ý nghĩa là gì ạ? Dễ mà. 72 này là ok, hình này hình 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 bên dưới chứ. Lỗi rồi, hình này hình bên dưới. Hình này hình ở dưới các em ạ. Hình này hình ở dưới. Đây hình này hình ở bài này cơ. Đây bị lỗi ạ. Đây biết khối lượng phân tử từ 300 đến 320 nè. Được không ạ? Vậy là mình sẽ có này. Đặt công thức đơn giản nhất của phenol và toluen X. Là CX HI OZ. Được không ạ? Vậy có phải ta sẽ có X chia Y chia Z bằng phần trăm khối lượng carbon, carbon 60 chia 12, phần trăm khối lượng hydrogen chia 1, phần trăm khối lượng của oxygen chia 16 sẽ bằng 5, 3,5, 1. Đây 3,5 mình phải nhân 2 hết lên. 10 chia 7 chia 2. Được chưa? Mà phân tử khối nằm trong khoảng từ 300 đến 320. Đây suy ra công thức phân tử sẽ là C10H7O2, tất cả N lần, từ 300 đến 320. Thì anh này sẽ có này, phân tử khối của X chính bằng 12 x 10 cộng 7 cộng 32 bằng 159 N. Mặt khác nó thuộc khoảng từ 300 đến 320, thuộc khoảng từ 300 đến 320 đến 320. Vậy suy ra N ông ta chỉ có thể bằng 2. Đúng không ạ? Và N ông ta bằng 2 thì nó sẽ là 10 nhân 2 bằng 20 nhá. 20, vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Số nguyên tử carbon bằng 20.
Ok chưa? Nhân 2 để cho 3,5 này nó là một số nguyên em nhé. Bởi vì là số nguyên tử carbon, số nguyên tử hydrogen và số nguyên tử oxygen thì luôn luôn là một số nguyên. Đúng nhỉ? Được chưa? Ok nhá, còn lại cái hình này, hình bên dưới này. Câu 24. Phân tích nguyên tố thấy phần trăm về khối lượng của nguyên tử carbon trong hydrocarbon x là 83,33. Dựa trên thông tin đã cho, phổ khối lượng ghi hình bên, lập công thức phân tử đây, phổ khối lượng đấy nó bằng 72. Nha, vậy phân tử khối của x bằng 72. Dựa mỗi cái này là biết được luôn rồi. Đúng không? Ta xem nhá. 12 nhân 4 cộng 10. 58 bỏ. 12 nhân 5 cộng 12. 72 được. 12 nhân 3 cộng 8 bằng 44 bỏ. 12 nhân 6 cộng 14 bằng 86 bỏ. Vậy đáp án đúng đáp án B. Quá dễ cho các bạn thấy không? Mình chỉ cần biết cách nhìn cái phổ khối lượng thôi là câu chuyện của chúng ta nó đã rất khác rồi, nó đã rất dễ dàng rồi. Câu tiếp theo. Câu 25. Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ X 25 ạ. Ở hình bên nha. Ở hình bên cho thấy phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon này, hydrogen này trong X lần lượt là còn lại oxygen. Vậy ta sẽ có phần trăm khối lượng oxygen bằng 100% trừ đi 48,464 trừ đi 8,11 bằng 43,25. Dựa vào thông tin đã cho và phổ khối lượng của X hình bên, hãy lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X. Hãy lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X. Vậy bây giờ mình sẽ đi xác định công thức đơn giản nhất là CxHiOz. Vậy ta sẽ có X chia Y chia Z bằng phần trăm khối lượng của carbon 48,64 chia 12, phần trăm khối lượng của hydrogen là 8,11 chia 1, phần trăm khối lượng của oxygen 43,25 chia 16 bằng 48,64 chia 12. 48,64 chia 12 thì bằng bao nhiêu ạ? 4,05. 8,11 chia 1 bằng 8,11. 43,25 chia 16 bằng 2,7. Vậy trong tụi này anh nhỏ nhất là anh 2,7. 4,05 chia 2,7 bằng 1,5. 8,11 chia 2,7 3. 2,7, 2,7 chia cho nhau bằng 1. Do 1,5 này chưa tròn thì mình phải nhân đôi lên. 3 chia 6 chia 2. Được không ạ? Và do đây là hợp chất hữu cơ chỉ có CHO nên phân tử khối của nó không thể là một số lẻ là 75 được, nên phân tử khối của nó sẽ là 74. Được không ạ? Vậy ta có này, phân tử khối X bằng 74. Từ đây suy công thức đơn giản nhất đã, C3H6O2 là công thức đơn giản nhất. Vậy suy ra này, C3H6O2 tất cả n lần bằng 74. Suy ra n bằng 1. Suy ra công thức phân tử là bằng C3H6O2. Chỗ này gõ thiếu rồi, đúng không? C3H6O2 đáp án C này. C3H6O2 anh chị gõ thiếu, được không ạ? Câu 26. Khi phân tích nguyên tố thu được kết quả thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ X như sau. Carbon là 52,17, hydrogen còn lại là oxy. Tương tự ta tìm được phần trăm khối lượng của oxygen.
bằng 100% trừ đi 52,17. Trừ đi 13,04 thì bằng 52,17 trừ 13,04 bằng 37,74,79. Tương tự, ta sẽ có công thức đơn giản nhất của x, cx, hy, oz. Từ đó ta sẽ có x chia y chia z sẽ bằng phần trăm khối lượng của carbon chia 12, 52,17 chia 12. Phần trăm khối lượng của hydrogen chia 1, 13,04 chia 1. Phần trăm khối lượng của oxygen 34,79 chia 16 bằng 52,12 chia 12 bằng 4,34. 13,04 34,79 chia 16 bằng 2,17. Bây giờ trong hội này xem anh nào nhỏ nhất ta lấy tất cả chia cho anh đó. Vậy ta có này, 4,34 chia 2,17 bằng 2. 13,04 chia 2,17 bằng 6. 2,17 chia 2,17 bằng 1. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất nó là C2H6O. C2H6O, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất dễ. Câu 27. Safro là một chất trong tinh dầu xá xị. Phổ có phân tử khối là 162. Công thức phân tử: biết phần trăm carbon, hydrogen, oxygen. Quá dễ. Công thức đơn giản nhất của safro là CX, HI, OZ. Ta có X chia Y chia Z bằng phần trăm của carbon 74,07 chia 12. Phần trăm của hydrogen 6,18 chia 1. Phần trăm của oxygen 19,75 chia 16. Và nó bằng 74,07 chia 12, 6,17 chia 6,18, 19,75 chia 16, 1,23. 6,17 chia 1,23, 5. 6,18 chia 1,23, 5 tiếp. 1,23 chia 1,23 bằng 1. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất C5H5O. Vậy suy ra ta có C5H5O tất cả n lần thì chính bằng phân tử khối là 162, đúng không ạ? Vậy suy ra mình tìm được n. 162 chia mẫu đơn 12 nhân 5 cộng 5 cộng 16 bằng 2. N của chúng ta bằng 2. Vậy suy ra công thức phân tử là C10H10O2. Được không ạ? Rất dễ. Và trên đây, câu 27 này cũng chính là câu cuối cùng trong cái buổi học ngày hôm nay mà thầy Lai cùng với tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này của thầy. Và nhớ là không quên click nút chuông để theo dõi fanpage cũng như là theo cập nhật liên tục các cái buổi học của thầy nhé. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc các em ngủ ngon nhé.